Lê Ô Tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách nhé. Hôm nay thì em lại về thêm được cho mình một mẫu xe bán tải. Vừa rồi các bác cũng đã theo dõi buổi báo giá trực tiếp livestream của em rồi, hỏi về bán tải này em cháy hàng rồi, không còn một chiếc bán tải nào. Thì hôm nay rất là may mắn này, em lại về thêm được một chiếc bán tải máy dầu hai cầu số tự động đẹp, đời 2016, đăng ký lăn bánh là tháng 12/2017, nó là cuối tháng này, cuối năm 2017 rồi, suýt sang 2018 rồi. Và em về thêm được một chiếc bán tải Isuzu D-Max siêu xuất sắc, gọi là phải là siêu xuất sắc luôn nhá, với lớp sơn màu đỏ cam đẹp, ốp hết mạ chrome tất cả các vòng vùng mặt ga lăng này, đèn là đèn bi salon này, đèn gầm có đầy đủ cho em, rất là sáng ở trong, biển thủ đô đẹp. Và một chiếc xe mộc vừa mới về mà em còn ưng ý đến mức này, em bật mí khách hàng mình biết này, chiếc xe này em còn chưa hạ lốp sơ cua, lốp sơ cua còn nguyên luôn, kể cả những cái vết xước nhỏ nhẹ như thế này, nó giống như là một cái con muỗi đốt vào da con voi thôi. Nên là vừa mới về em vẫn tự tin quay cho mình nhé. La răng 5 chấu thể thao này, phanh ABS bó cứng đầy đủ, có 4 bánh này. Các bác nhìn này, lốp này, khe rãnh còn rất là sâu này, gầm bẹ chắc chắn. Xin nhan tích hợp trên gương, ở phần trên cánh cửa thì có hai cái dọc, nó là ốp mạ chrome cũng như tay lắm cửa này, vì chắn mưa này, có giá để đồ trên cao. Với chiếc bán tải này các bác có thể vừa đi gia đình, vừa đi dịch vụ, rất là ok luôn nhé. Số tự động hai cầu, máy dầu 2016, đăng ký lăn bánh là tháng 12/2017. Giá chào bán em Hương đang bán với giá là 535 triệu. Isuzu D-Max đẹ, kệ bước chân lên xuống đẹp căng, ghế da này các bác nhìn này. Vừa rồi thì em Hương có ngả ra một chút nên là nhìn nó như thế này nhé, ngả ra. Màn hình giải trí nghe cải lương cho khách hàng nhà mình, cũng như là các bác nào trẻ này, nghe nhạc rất là phê luôn, màn hình cỡ vừa thôi nhưng mà rất là xịn xò luôn. Cam hành trình đây các bác nhìn này, cam hành trình nhá, màn hình rất là to, khi các bác lùi thôi đi thôi, lưu thông đường này. Đây các bác nhìn này, cam hành trình em bật luôn cho mình xem này. Với cái cụm thiết kế ở cái mặt là đồng hồ em rất là thích này, cái cụm mà trong cái khoang điều khiển này, rất là sạch sẽ gọn gàng luôn. Auto tự động này, sấy sưởi kính này, lấy gió vị trí trong ngoài này. Đấy các bác nhìn cho em này, rất là sạch sẽ gọn gàng luôn. Có cổng USB này, và đây là một chiếc máy dầu hai cầu cho mình, phanh tay đẹp căng, số này củ số đẹp tưng bừng luôn, xuất sắc luôn ạ. Túi khí an toàn đầy đủ cho em, cụm đồng hồ hiển thị này, cái cam hành trình nhìn ưng quá cơ. Cụm đồng hồ đây, gương kính cụp chỉnh auto tự động cho em này, cũng có một cái cổng sạc đây. Đấy, một con ốc này, từng con ốc nhỏ nhất em quay cho mình, auto hết rồi. Keo chỉ ghi nút bấm đinh cán của nhà sản xuất này, từng con ốc nhỏ nhất em quay cho khách hàng nhà mình. Ốp hết mạ chrome cao cấp cho em, cung kính nhìn hình đến đời cho xe. 2016 nhưng mà lại đăng ký lăn bánh là tháng 12/2017. Nên là cái mức đi của em nó rất là ít thôi, chỉ bằng với đời 2018 thôi nhá. Bác nào mà sở hữu em này là quá lời luôn này. Isuzu này, cho nó phát sáng cái này luôn này. Móc khóa này, chắc chắn không này, rất là xịn xò luôn. Móc khóa thông minh còn nhá. Đây các bác nhìn cho em này. Đây, cạy bước chân lên xuống đẹp căng, táp ly không mòn bóng một chút nào luôn. Với cái chiếc xe bán tải cao như thế này thì phải có cạy bước chân nhá, nếu không có cạy bước chân thì bước nó hơi bị hụt chân, nên là bác chủ cũng đã gắp cạy bước chân lên rồi. Này khoang cốp, khoang lốp xe các bác nhìn này, khoang này rất là rộng rãi này, phanh 5 chấu này, 4x4 tức là hai cầu, máy dầu số tự động, nhập bản này là bản nhập Thái Lan cho em. Nếu như các bác nào muốn mở khoang cốp trước này nhá, thì các bác chỉ cần ấn vào đây. Ui dồi ôi, tay em, một mình em yếu quá em không ấn được. Ui dồi, không ấn được rồi. Sẽ ấn nó thụt cái nút này xuống, sẽ mở ra là một cái khoang cốp rất là rộng cho mình. Cái này cạch một phát thôi là khoang cốp sẽ tự động mở ra cho mình. Một chiếc bán tải nhập Thái Lan cho em, bản hai cầu, khoang cốp cực kỳ rộng rãi cho em luôn, biển thủ đô đẹp luôn ạ. Và em bật mí này, lốp sơ cua của chiếc xe này em chưa hạ, cam hành trình, cam lùi đầy đủ này, và lốp sơ cua này còn chưa hạ, còn nguyên tem. Các bác nhìn này, 49 này, à 69, à 64 đúng không ạ, em nhìn hơi ngược một chút này, lốp sơ cua chưa hạ luôn, phải gọi là xuất sắc luôn đúng không ạ. Isuzu D-Max, cụm đèn hậu phía sau thiết kế to bản này. Đây, cái này thì em cũng quay luôn cho khách hàng nhà mình này, hơi xước một chút chỗ này, không sao cả. Bình thường nếu như các bác đi mua xe, xem xe,
Còn là xem video thì không ai dám tự tin quay khách hàng nhà mình xem những vết xước trên xe đâu, nhưng em tự tin quay cho mình. Vì đấy là đối với những cái vết xước nhỏ như vậy thì chỉ giống như là một con kiến hay là một con muỗi đốt vào da con voi thôi. Một khi đã mua xe cũ, xe lướt thì làm sao mà tránh khỏi được những cái mà vết xước nhỏ nhỏ, đúng không ạ? Lỗi to đâm đụng thì không bao giờ em nhập rồi, nên là những cái lỗi nhỏ, những cái tiểu tiết đấy thì khách hàng phải thông cảm nhá. Không, các bác đến lại soi là em Hương ơi, chỗ này có một vết xước bé bé, nên cái tóc thế này thì thôi chết em. Chết em thật sự. Không được như vậy đâu nhá. Ốp mạ chrome này các bác nhìn này, sáng choang không này, vì chắn mưa này, đẹp xuất sắc luôn. Về phát nóng lòng và cho lên video ngay. Táp ly táp lô đẹp căng rồi. Điều hòa mát lạnh hai vùng ghế da. Đây các bác nhìn này, sticker này, móc khóa này, từng con ốc nhỏ nhất này, cả bước chân lên xuống này. Táp ly đây ạ. Xin nhan được tích hợp trên gương. La răng thể thao lốp còn mới này. Vừa rồi thì em đã quay một video gọi là chi tiết thôi, chi tiết vừa vừa, vì chiếc xe này em cũng chưa dọn. Em chỉ muốn quay khách hàng nhà mình là mua được một chiếc xe của bác dân, quá là ưng ý luôn. Đời 2016, đăng ký lăn bánh lần đầu là cuối tháng 7, à cuối tháng 12, 2017 này, tương đương với 2018 rồi. Giá chào bán 535 triệu, số tự động, máy dầu cho em nhé. Mà máy dầu là hai cầu, cam hành trình, cam lùi, màn hình giải trí, túi khí an toàn đầy đủ cho em. Những bác nào thật sự yêu thích này, nhấc máy lên và gọi cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Còn video của em đến đây là hết rồi. Nếu như bác nào thật sự yêu thích thì nhấc máy lên và liên hệ với em ngay ạ. Và đừng quên rằng hãy đăng ký kênh, một nút đăng ký kênh để em Lê Hương có thể biết rằng à, những bác này đang quan tâm đến mình, muốn dòng xe nào thì em sẽ để cho mình một cái giá êm nhất ạ. Còn bây giờ thì em xin chào ạ.